Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Bữa nay sẽ tiếp tục chương trình đi tìm xe đồ chơi các bạn ơi. Bữa nay mình mới đổi qua cái khu này nè các bạn ơi. Đấy, cái khu này rất là rộng nha. Bây giờ mình sẽ tìm đồ chơi trên lộ nha. Này, cái gỗ này bự nè các bạn. Mình phát hiện có một chiếc xe ben nè các bạn ơi. Xe ben này hơi bị đẹp luôn nha. Đây, đây có chữ xe ben luôn nè các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ mở ra coi. Xe ben màu cam nha. Xe còn rất là mới luôn các bạn ơi. Đây, đó, thấy mới chưa? Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ đẩy thử cho các bạn xem nha. Đây, chạy thử coi nào. Xe ben này chạy đẹp nha các bạn. Này, bây giờ sẽ chạy lại cái gỗ của mình nha. Ok, đầu tiên là một chiếc xe ben nha. Cho vô sọt thôi. Bây giờ sẽ tiếp tục nha. Được một chiếc rồi các bạn ơi. Coi trong đây, coi trong mấy cái bụi cây thì có chiếc xe nào trốn trong đây không nha. Chiếc xe gì lạ vậy ta? Các bạn ơi, xe này xe gì rất là lạ luôn. Để mình coi coi nha. Thì ra là xe máy xúc nè các bạn ơi. Ở phía trước là đồ xe cổng múc cát nè. Phía trước là múc cát nha, còn phía sau là xúc cát nè các bạn ơi. Phía sau là cái đồ xúc nè. Chiếc xe này có hai công dụng luôn nha. Rất là đẹp luôn. Bây giờ sẽ đẩy đi thử coi ha. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi thôi các bạn ơi. Chiếc xe kia bị trọng thương rồi nha các bạn. Chiếc xe gì đây các bạn ơi? Một chiếc xe chở lương thực nè các bạn. Bên trong có rất là nhiều trứng luôn. Đó. Trứng gà nè các bạn ơi. Đây là trứng gà nha. Còn có một chùm nho nữa nè các bạn ơi. Đây. Đây là chiếc xe cung cấp lương thực nha. Đây. Xe này chạy dữ các bạn ơi. Xe này chạy dữ nha. Bây giờ sẽ chạy lại gần cái gỗ của mình nha. Ok, chiếc xe chở lương thực màu xanh lá cây nha. Đẹp nha các bạn. Rồi, bây giờ sẽ tiếp tục đi tìm tới những chiếc xe khác nào. Ở trong đây có nhiều bụi cây quá nè các bạn ơi. Chiếc xe ben gì bự nữa các bạn ơi. Còn có chở thêm một con khủng long ba đầu nữa nè. Con khủng long này nhìn mấy con mắt của nó thấy ghê quá các bạn ơi. Con mắt xanh lè luôn nè. Có nhạc luôn nè, để mình mở nhạc lên nha. Các bạn thấy con khủng long này có mạnh chưa? Có hai cái cánh nữa nè các bạn ơi. Con khủng long này chắc là khủng long phun lửa nè các bạn ơi. Rất là dữ nha, có nhạc nè. Các bạn nhìn thấy mấy con mắt nó màu xanh nè, thầy nhìn thấy ghê chưa? Ok, bây giờ mình sẽ cho con khủng long lên chiếc xe ben này để mà chạy đi nha. Chiếc xe ben này rất là bự luôn các bạn ơi. Xe ben bự khổng lồ luôn nha. Đây, để mình lấy cho các bạn xem cái chiếc xe ben này nè. Các bạn thấy chiếc xe ben này đậu không được phân nửa cái chiếc xe kia nữa nha. Các bạn thấy cái độ bự khủng khiếp chưa? Có thể chở luôn cái chiếc xe ben này nè các bạn ơi. Bây giờ cho vô đây nha. Rồi bây giờ cho con khủng long lên đây để mà chạy xe nha. Con khủng long bị té luôn rồi. Bây giờ sẽ quay đầu xe lại nào. Sẵn lại cái vỏ của mình nha. Các bạn thấy chiếc xe ben đã chưa?
Wow. Ui các bạn ơi, chiếc xe ben này nó nặng dữ luôn các bạn ơi. À rất là nặng nha. À. Wow. Ui để chiếc xe ben mà hết nguyên cái vỏ của mình luôn. Rồi, bây giờ sẽ tiếp tục nào. Đi tìm những chiếc xe khác nha các bạn. Hey. Ui. Wow, chiếc xe container gì mà đẹp dữ vậy ta? À. Ui đây là một chiếc xe container màu trắng nha các bạn. Hey. Đây cái đầu container có thể bẻ vòng vòng được luôn nè. À. Hey, bây giờ mình sẽ chạy thử coi nha. Đấy. Ô. Ô wa. Ui xe này cái động cơ mạnh quá mà sao chạy yếu xìu vậy ta? Hey. Đó các bạn nghe tiếng mạnh ghê chưa? À mà sao chạy yếu nè các bạn ơi. Đây. Đây. À do chắc là do lôi cái thùng ở phía sau này nè các bạn ơi, cái thùng này nó nặng quá nè. Cho nên chiếc xe không thể nào mà chạy nhanh được nha. Wow. Ôi chiếc xe container màu trắng này đẹp dữ các bạn ơi. Đây. Cho vô đây đi. Ai chà, wow, rất là nặng luôn các bạn ơi. Sắp đầy gỗ luôn rồi nha. Ui. Wow. Ui chiếc xe gì đó các bạn ơi. À một chiếc xe cảnh sát các bạn. Đây ở đây có hai anh cảnh sát nè. Đấy xe cậu múc cát cảnh sát nha. Ồ oh, wow. Đấy xe cậu múc cát này đẹp nha các bạn. Ai bây giờ mình sẽ coi thử chiếc xe này chạy có nhanh không nha. Đấy. Wow. Ai 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 ai. Ai. Ồ xe này chạy cũng dữ với các bạn ơi. Hai, một, hai, ba, ai cha, ui dắp cục đá té luôn các bạn ơi, ai dắp cục đá một cái té luôn nha, ô, ai, ai, ok, vô gõ thôi các bạn ơi, wow quá trời đồ chơi luôn này, bữa nay toàn là đồ chơi bự không à các bạn, ai, à cái gỗ đã đầy luôn rồi nè các bạn ơi, bây giờ rất là nặng luôn. Không biết mình có thể ghim nổi không đây. Ai chà, quá trời đồ chơi luôn. Ui, ui vẫn còn một chiếc xe nữa nè các bạn ơi. Ô mình còn phát hiện ra thêm một chiếc xe bô ly nữa nè. À đây là chiếc xe cứu hỏa bô ly nha. Ai ô, à đây là cái cần cứu hộ nè các bạn ơi. Này sẽ đưa dài ra chơi chưa. À ồ đây là xe bô ly nha. Bây giờ sẽ cho xe bô ly chạy ở dưới cái đá này thử coi chạy được không nha các bạn ơi. Cái đá này rất là khó chạy nè. Hai, hai, hai. À đá này rất là khó chạy nha. Bây giờ mình sẽ cho chạy trên đây đi. Ui. Ai cha. Wow. Ok. Ai. Nãy giờ mình tìm cũng nhiều rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đem ra đây coi thử coi nãy giờ mình tìm được bao nhiêu chiếc xe đồ chơi nha. Đây xe cẩu cảnh sát nè các bạn, xe cẩu múc cát cảnh sát nha. Ai à, còn đây là một chiếc xe ben khổng lồ đây. À một chiếc xe ben chúa tể các bạn. Ai à, các bạn thấy cái độ bự ghê chưa. Ai à, đây là một chiếc xe chở lương thực nha, xe chở trứng nha. Ai à, đây là một chiếc xe ben. Wow. Ai ô toàn là xe bự khổng lồ không à các bạn ơi. Ai có con khủng long này nữa nè nha. Ai có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Thì bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.